Chắc gần đây có một tổ ong đó, có một con ong rất là bự, ngày nào nó cũng tới hết, nhìn thấy là sợ luôn à. Ong chúa hả? Ong chúa thường nó ở trong nhà, nó đâu có đi làm việc đâu. Đằng này có một con ong rất là bự, nó đã về tổ rồi, nó lấy nhụy xong nó về tổ, một lát nó sẽ quay lại. Ngày nào mình ra, mình sáng nào ra cũng thấy con ong bự khổng lồ hết. Còn đây là những chú ong bé tẹo, ong khổng lồ nó đã bay trở về trên cây cao rồi, một lát nó sẽ quay trở về. Đó, vàng bước của mình hôm nay, cái vàng bí đỏ của mình hôm nay nó đã nhảy xa ra quá trời. Và cái trái nè, trái bí đỏ hôm nay nó đã lớn cỡ này rồi. Mình có dùng tay, dùng quy trích á, để mình lấy phấn hoa mình cho nó. Này là con ong nó đang giúp, nó lấy cho nó và nó sẽ giúp cho cái trái nó lớn hơn. Đây là một trái bí đỏ và đây cũng là một trái bí đỏ, cũng đây là một trái bí đỏ luôn, bí đỏ con. Một trái này sáng nay mình cũng quẹt cho nó, nhưng mà chắc ong nó cũng giúp rồi. Hoa bí đỏ ngon, hoa bí đỏ đẹp quá à, nở đẹp quá, mà không biết có ăn được không. Hoa bí là ăn ngon lắm mà bí đỏ ăn được không? Sương kêu là ngon lắm, kêu là hoa thiên lý. Tại sao gọi là hoa thiên lý nhỉ? Đây, ong nó đã giúp cho nở. Hai trái bí của mình nè, mình kê nó lên trên cái gỗ này, nó lớn cỡ này rồi. Đâu nữa hả? Hoa cái á, hoa cái nó chỉ là hoa được ra trước rồi sau đó hoa nó mới cái cây nó dài ra như vậy nè, thì bắt đầu mới có hoa cái. Đây là lần đầu tiên mình trồng cho nên mình cũng thử nghiệm xem xét lại hết mà hiểu biết luôn, hiểu biết về cây cối. À, trong này mình cũng có một trái đây. Sau này nó lớn lên thì mình sẽ quay tiếp trước khi mình cắt vào. Đây là những cái hoa cái, có hai hoa cái kìa. Lát mình chét thêm nữa đi, chắc sáng mình đã chét rồi nhưng mình mít xui mình lại chét lại lần nữa. Cái bí đỏ của mình đó, tất cả là nó đã ra được bao nhiêu là trái bí đỏ rồi. Anh này nữa, mình cứ worry là mình không có bí, nhưng mà bây giờ mình đã có nhiều bí rồi, nhiều bí đỏ ăn chết luôn. Đúng là làm vườn công sức, có công làm có công chăm sóc thì nó ra ha, chịu khó lắm, có công mài sắt có ngày nên kim. Cái con đây vàng mướt, vàng mướt mình cũng chịu khó mình treo nó lên đó. Hôm nay thấy lá bị sâu ăn nè, chắc lát nữa mình sẽ xịt thuốc sâu cho nó ăn qua cả những cái cây ớt của mình.
Cái này mình cũng treo nó lên luôn. Dàn mướp. Lần đầu tiên trồng đây. Từ hạt đó. Hạt ăn, ăn xong để dành hạt. Và mình đã chữa, ông xã đóng xong cái dàn là mình treo lên liền. Nó đang ra hoa. Đang ra hoa. Đây, có một trái mướp nè. À, trái mướp con. Baby. Ở đây cũng có một trái mướp có đắng con nữa nè. Baby. 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 Ok. Khổ hoa, mướp đắng. Bitter melon. Dòng bí cà chua. Cà chua nữa. Dưa leo. Giờ đi ra đằng sau của dưa leo. Cái vàng đằng trước khó coi nhưng mà đằng sau mình sẽ coi được nhiều lắm. Mình sẽ thấy rõ. Những trái dưa leo nó cũng rất là lớn. Trồng trọt không khó nhưng mà phải bỏ công sức cho chăm sóc. Ở trong này cũng đã có con ong nè, nó cũng đang giúp mình đi. Rồi, lại thăm. Còn cái ngó bên này ở trong cái đó là dàn bước của mình. Siêng năng ha. Treo cây lên. Cái này là cây cà chua nhánh đây nè. Trong cái gốc này nó không có được khỏe lắm. Giờ này sắp hết mùa mà nó chỉ lên được nhiêu đây. Lá bắt đầu bị sâu nè. Lá nữa phải xịt thuốc trừ sâu. Nó ăn ra những cái cây ớt của mình luôn.
đỏ con mình cột dây lên nè. Cái này chắc cũng hơi cực á, cái phương pháp làm chắc cũng chưa được đúng lắm, đâu có cột từng cọng vậy. Bự chưa tới ha, cứ mỗi lần mà muốn quay con ong bự đó thì nó không xuất hiện. Ong nó quá trời khổng lồ, thấy mà sợ, nó mà chích một cái chắc chết. Quay lại cà chua của mình à, sắp chín rồi đó, quá trời bự, nhiều nữa. Cây nó đổ không? Trong kia nó sắp chín rồi nè, ba cái trái khổng lồ nó sắp chín rồi. Ở trong kia nữa là ba trái lá che hết rồi. Nó chín rồi, ở sâu ở trong nó chín rồi. Cái này một trái nữa nè, còn cái này lá không thấy. Ở đằng sau á nó cũng chín là dưới nữa, còn một trái nữa. Cái này ở trên khó coi lắm. Lùm lùm vô kiếm đó, chín rồi đó, mình có thể hái vô được rồi. Đẹp không? Để đi qua bên này là mới lùm lùm vô mới thấy. Đây là có thấy cả bốn trái không? Ở dưới cái thứ này chùm rất sợ. Bên kia rồi bên nọ, chỗ dưới này còn củ khổng lồ nữa nè, quá trời bự, thấy không? Tay mình để vô nè, khổng lồ, đang chín. Ăn salad là good lắm á. Len vô cái vàng ở bên trong này, cũng có một anh khổng lồ đây. Trời trời ha. Thôi không quay nữa đâu, mệt rồi. Có một anh ong nữa nè. Quá trời bự. Bự ơi là bự. Quay lại cái anh này. Ok, xong rồi. Quay lại những cái anh cà chua bé bé.
Ôi dưới này chín nhiều quá. Trong này chín đỏ luôn nè. Lá thái vô. Đẹp ha. Đẹp mà khó làm quá. Ăn rau thôi. Cây ớt Red Amadon cải ngọt, trong này là điêu, điêu thì là như là này mình nhổ một cây ở hãng về ngoài biển, cái mình mới đem về đây mình để vô, nó còn cái gốc thôi, nó không có rễ, nhưng mà nó có cái gốc nhỏ nhỏ thôi, thế là về nó chỉ lên cao liền, nó ra bông mình nè. Cây này là cây hàng năm đó, nó có bông đó. Và hoa của mình nở được 2 hôm và hôm nay nó đã tàn. Hoa này hôm qua thì trước đường góc bên này những cái hoa nó tàn đây, và hôm nay nó cũng đã nở ra, một anh đang nở, chưa nở hết. Cứ mỗi ngày nó cứ thay phiên nhau nó nở. Cho nên mình cứ coi hoài. Năm nay là hoa quỳnh đã nở được 3 lần rồi. Hoa quỳnh nở vào mùa bánh trung thu hả? Mình thích cái đám xả chỉ có 3 cây thôi, 3 cái gốc thôi đó. Mà về mình trồng cái nó lên được 8 rồi. Chưa ăn được. Sinh pet của mình bỏ, mình toàn là bỏ xít vào đây rồi mình gô lên, xong rồi mình mới bưng nó qua bên kia. Coi thêm cái này bự quá.
khổng lồ. Nhờ cho potato food vô mà nó nở to lên như vậy. Nguyên một chậu mà nó quá trời. Wow, it's too big. Còn mấy cái này lấy của nhà Hồng Nga về nè. Hồng Nga chắc lấy từ nhà mẹ. Về cái là trồng, cái cắt ra rồi trồng nó dễ rô lắm. Cây sống đời. Lucky, Lucky. Hi, how are you? Today you are very big, huh? Today you are very big. Ăn phân của mình. Đây. Ở trong kia là bụi một đám aloe vera, mình nó nhảy con rồi, mình có thể cho ra nữa mà mình chưa cho. Một đám hoa quỳnh đang gây giống. Nhìn qua bên kia là bí đỏ, cà chua, vàng mướp again, cây cà chua nhánh hai cây. Đây là tháng 8 rồi, ngày 9 tháng 8, hai cái nhánh cà chua nó lên như vậy nhưng mà chưa có trái. Đất mình chuẩn bị trồng cho mùa đông, không biết có lên không. Trồng cây cũng cực lắm á, thích của mình nhiều tham á, nhưng mà vui. Ok, bye. Hôm nay là ngày 8, August 9, ngày Sunday.